Thưa quý vị, ai là nghệ sĩ biểu diễn lớp? Lớp là LOOP, có nghĩa là gì? Là sẽ có một cái bàn mixer ở đây, có một cái computer, có một vài nhạc cụ, và người ta sẽ tự hòa âm phối khí ngay tại đây. Thế thì ai là người làm được điều đó? Bà có thể nói là nam hay nữ được không bạn? Nữ đó. Xin chào vị trí số 1. Light in the loop, galaxy in the loop. Yeah. I'm a planet, I'm a loop too. Yeah. That's why I'm active of loop, live looping. Live looping. Bạn ơi, mình ở trái đất, mình hết người bí ẩn, không phải là si ám bằng cấp. Cuộc sống là một vòng lặp, vũ trụ cũng là một vòng lặp. Tôi là một hành tinh cũng có một vòng, nên tôi là nghệ sĩ live looping. Thank you. Light looping. Light looping. Yeah. Yes. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Okay. Are you okay? I'm okay. Okay. Mời vị trí số 2 giới thiệu. Dỗ vô bụng nha. Sức mạnh của hiện gia chúng tôi là tìm ra những hành tinh mới và những điều thú vị mới mẻ mới đang núp lùm. Đang núp lùm đó hả? Và những bước mang ngon trong ngành giải trí đang chờ đợi để săn lùng và đặt cúp. Và tôi là nghệ sĩ Light looping. Ông này phải bên Lai Lấp Bin à, bên sumo á. Tao hôm nào rảnh đi tập gym chung với anh nha. Đây, thưa quý vị, mời giới thiệu vị trí số 3. Tôi như con bướm bé bằng nhường, một thứ bướm bé xinh xắn. Tôi là nghệ sĩ biểu diễn Live Looping. Mời vị trí số 4. Yeah. Hả? Thực sự vừa rồi cơ thể em rung lên bần bật. Không phải là em bị điện giật đâu, mà là do dòng điện âm thanh đang cháy bỏng trong người. Đúng vậy. Cho em một tay. Rồi em rung lên, rồi giang rung lên, rồi giang rung lên, rồi em rung lên. Đó là lớp. Và em chính là người nghệ sĩ biểu diễn Live lớp Việt. Đền cho người ta, trời ơi, gia đình người ta mới mua cái trống, mày gõ cho bung trống nhà người ta. Nhưng mà bạn kế bên cũng khá điềm tĩnh hả? Ngày xưa muốn làm nhạc phải có phòng thu, bây giờ với lúc tôi có thể làm nhạc mà chẳng cần phòng thu, tôi chính là nghệ sĩ biểu diễn, nghệ sĩ live looping. Cảm ơn chị Hương. Không, mấy dòng này mình đoán luôn được không? Khỏi hỏi được không? Nó dễ quá, nó hỏi gì nữa. Các bạn ơi, thế cái live looping này là nó là về âm nhạc hay là về ánh sáng? Sao gọi là light looping? Vị trí số mấy? Số 3 đi. Light looping có nghĩa là một vòng lặp, một vòng hòa âm, âm nhạc anh ạ, chứ không liên quan gì đến ánh sáng hết. Light là mình làm trực tiếp tại đây luôn. Ok. Và cái vòng lặp đó là nó giống như là là nó lặp đi lặp lại đúng không? Bây giờ dễ hiểu, ví dụ như anh hát một câu hát rồi anh cứ hát đi hát lại câu hát đó hoài luôn thì mình gọi là lặp lại. Tùng gì dầu ôm bê lắc. Nhiều cái mảng âm thanh nó ghép lại với nhau. Rồi, là okay. Hòa âm phối khí đơn giản vậy thôi. Vậy là cái này là bạn của Dr. Strange. Làm gì mà lặp đi lặp lại nè, đúng không? Vậy cái dòng đó. Ok, rồi hiểu rồi đó. Nói vậy mình hiểu nè. Bạn số 1, bạn đã từng biểu diễn ở đâu rồi? Bình thường là em biểu diễn ở bên Đức, còn cũng có được về Việt Nam biểu diễn như hôm nay. Trả tiền em cao thì em có diễn ở Long An được không? Em không biết Long An ở đâu ạ. Ok, số 2, bây giờ em thường diễn ở đâu? Trả lời anh nghe coi. Dạ, em diễn ở các club ở Sài Gòn ạ. Dung thấy là looping là thường live looping là nó phải là một cái biểu diễn chứ đâu phải là một cái mà để bạn phục vụ cho một cái không gian mà có nhạc sẵn đâu. Dạ đúng, nhưng mà thật ra thì trong những cái môi trường club bây giờ người ta sẽ tạo những không khí mới để thu hút khách đến nhiều hơn. Vậy cái đó có giống với DJ không? Dạ, một phần cũng là DJ luôn. Có thể những người học DJ nâng cao lên, người ta sẽ có thể bị sử dụng được. Ở thành phố Hồ Chí Minh mình có một bạn cũng làm cái này cũng rất là giỏi và thiên về beatbox nhiều hơn là Trần Thái Sơn.
Bạn ấy cũng đi thi quốc tế và được giải vàng. Nhưng mà bạn ấy không có biểu diễn nhạc cụ trong đó. Số 5 ơi, giữa DJ với lại looping thì người nào cần có kỹ năng nhiều hơn? Người like looping ạ. Tại like looping là mình là đang chơi guitar với piano, xong rồi còn hát nữa. Còn DJ thì chơi nhạc với chuyển nhạc thôi ạ. Có nghĩa là live looping là vừa DJ, vừa hát, dạ vâng, vừa chơi nhạc cụ. Là có nghĩa là làm tất cả mọi thứ đúng không? Dạ vâng. Everything. Vậy em diễn đâu? Em diễn ở Canada. Canada hả? Sao kêu nói diễn bên Đức kìa? Nói đúng không vậy số 1? Không nhớ, em không nghe anh nói em gì. Em không nhớ bạn ấy nói gì đúng không? Không, em không nghe luôn ạ, em không tập trung nghe. Em đang tập trung xem anh nói gì. Ok. Yeah. Ok, em đang tập trung em. Số 1 này là tăng động giảm chú ý. Bạn số 5 ở Canada, bạn diễn ở đâu? Diễn ở club gọi là venue ạ. Là thành phố nào? Vancouver ạ. Vancouver là phía nam hay phía bắc của Canada? Phía bắc ạ. Vancouver nó giáp với thành phố nào của Mỹ? Seattle. Ok, cảm ơn em. Số 4. Em bán bánh trắng rế hay là em làm lip pin? Dạ không, em làm chả giò. Công việc này thu nhập tốt không bạn? Cũng ổn định lắm chị. Là tính theo job, tính theo lần? Dạ đúng rồi, tính theo job. Còn nếu mà biểu diễn ở một cái câu lạc bộ nào đó mà mình có ký hợp đồng dài hạn với họ, tại vì mình sẽ chơi nhiều đêm trong tuần thì sao? Dạ thì cũng có à, nhưng mà em ít khi nào làm theo cái trường hợp đó. Cái này nó mệt lắm, set up dây nhờ từ phải ở một chỗ cố định chứ hả? Chứ chạy vòng vòng làm sao được. Em hay diễn ở đâu? Hiện tại bây giờ em cũng có diễn một số club ở Sài Gòn và một số những cái nước Đông Nam Á đấy ạ. Đông Nam Á em diễn ở đâu? Campuchia, Myanmar. Campuchia thì em diễn cái chỗ nào của Campuchia? Phnom Penh này. Phnom Penh. Nhưng mà nữ làm công việc này thì có bất tiện gì hơn so với nam không? Bất tiện nhiều lắm ạ. Thứ nhất là em là nữ thì nhạc cụ khá là nhiều, phải mang đi mang lại, nhiều khi cũng phải nhờ thêm một hai người nữa chứ một mình thì mang không nổi. Với lại là nó cũng không có được ổn định lắm. Quá dễ dàng. Mời hãy đổi chọn số. Không có gì là khó khăn cả. Bấm chưa? Chưa, đang suy nghĩ. Ai khác ngoài ông số 2 mà suy nghĩ? Bóc, ai quyết định bóc? Rồi đó, vậy công bằng. Đúng không? Thưa quý vị thân mến, như vậy là đội chủ nhà chọn số 1 và đội khách chọn số 5. Vì sao lại chọn số 5? Số 5 thứ nhất là mình thấy cái nhịp bạn này chắc. Đúng rồi, cái lúc mà đánh cái trống cái dù chỉ có chắc vài giây thôi nhưng mà thể hiện là một người rất là... được. Nhưng mà cái linh cảm của chị vẫn nghiêng về số 1. Hồi nãy cũng là lúc đầu nói không định chọn số 5, tại vì số 5 là có vẻ thật thà nhất. Và tại vì những cái người này họ làm, họ có cái thế giới riêng của họ. Đúng vậy. Thì đại khái là tôi thấy như vậy. Giữa ông số 5 với ông số 1 bất bình thường hơn. Chỉ vậy thôi. Và ông số 5 thì có thể là ông nằm trong cái khu vực này, nhưng có thể ông chỉ là DJ thôi. Đúng rồi, là hay DJ, là người chơi nhạc thôi. Còn ông số 1 có vẻ là thuộc về cái cục màu đỏ đó hơn. Ông nằm ở trên đó rồi mới xuống đây ông tham quan. Đó, hồi nãy có nói với Luật là tại vì cái cảm giác mà mình bị dễ bị chi phối là mình sẽ bị nghiêng về số 5 nhiều hơn. Số nhưng mà nếu mà gọi quá là gọi là tỉnh lại á, tỉnh lại để Giang mà nghĩ ơi, lại mình thì đi số luôn 1 đi chứ để mất công ta đổi Giang. Rồi. Kết quả này đúng hay sai dành cho đội nào sẽ có sau vài phút giải lao thưa quý vị. Thưa quý vị thân mến, chúng ta quay trở lại với người bí ẩn để tìm ra nhân vật bí hiểm. Hiện tại có hai vị trí là số 1 ở hành tinh khác. Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng chân thật, vị trí số 5. Ở đây quý vị khán giả chọn số mấy? Cảm ơn. Và sau đây là kết quả của chương trình người bí ẩn. Trời, số 2 là xỉu liền luôn á. Ông có, ông nhìn đi đâu nữa? Ông nhìn đi đâu nữa kìa trời. It's you. It's me, really? Yes. Really me? Yes. Really? Are you okay? I don't know. Oh no. I don't know. Bây giờ chúng ta
sẽ tìm hiểu lần lượt họ là ai. Xin mời vị trí thứ 5. Mình là Annie Nguyễn, mình là open format DJ. Mình không phải là nghệ sĩ biểu diễn live looping. Như mọi người đoán, bạn là DJ. Ở nước ngoài về hả? Dạ vâng. Ở đâu? Ở Canada, Vancouver. Ở Vancouver thiệt á chứ, cho nên này nói là nói Seattle là đúng chính xác luôn ha. Em về em chơi hả em, hay là về học hay làm việc ạ? Em về để làm việc ạ. Làm để việc DJ ạ. Cảm ơn bạn. Nhìn rất là chất. Em tên là Đăng Khôi. Hiện tại em đang là diễn viên và rapper. Em không phải là người biểu diễn live looping. Rapper đi, rap thử đoạn đi. Hôm nay là ngày đẹp, trời tôi mở cửa sổ tâm hồn từ 6 giờ sáng. Lấp tấp lên đèn nhắn tin my friend, cà phê đi bạn. Hôm nay tôi muốn tận hưởng cuộc sống, vậy rồi đi với tôi. 7 giờ 3 ca đại học Nha Trang, vậy rồi đi với tôi. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi bước ra tóc tai đang bay. Khi thằng bạn đang ngồi trước ta, lướt qua bóng dáng ai đó, thật là thước tha mướt nha. Cho anh ly cà phê, đã không lạnh tính anh hài hước quá. Thank you. Mời bạn giới thiệu. Em là Pia, hiện tại em đang là DJ và em không phải là nghệ sĩ biểu diễn live looping. Đúng rồi, hạn biết mà. Cảm ơn em nha. Mình tập gym phòng nào? Sắp tới đầu quân tranh tiến lực. Mời bạn giới thiệu đi. Xin chào mọi người, em tên là Long Rùi, em DJ, em không phải là biểu diễn live looping. Cảm ơn bạn, Long Rùi. Cưng quá à. Now it's your time. It's my time. Okay. Right. Who are you? Hello, em tên là Vinh Khuất. Em là người chơi live looping. Rồi, mời ra sân khấu. Ok. 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 Thank you. Yeah. Yeah. Can you dance? Can you dance? Yeah. Ok. Again. Yeah. Ok. Ok. Thank you. Tạm biệt những người biểu. Tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, đây là Vinh Khuất, một người Việt Nam hiện tại đang định cư tại nước ngoài, bên Đức. Thì ngày hôm nay mình sẽ trình diễn một tiết mục như thế nào? Nó giống là một cái phòng thu của em. Ừ. Đấy, em là người sáng tác mà, em có cái bằng đại học nhạc viện đấy, cho sáng tác và okay, hát. Okay. Yeah. Cái bài hát tên gì? Bài hát tên là Không Quên Được Em. Không quên được em. Trôi qua một mình suốt bao đêm thâu anh thức trắng, son môi em vẫn đây như hình xăm trong tim này, còn mãi vị hương ngọt ngào thấm trên môi anh. Không quên được em, không quên được em, không quên được em làm anh phát điên. Không quên được em, không quên được em, không quên được em đã gây anh nghiện. Không quên được em, không quên được em, không quên được em làm anh phát điên. Không quên được em, không quên được em, không quên được em đã gây anh nghiện. Vì sao hai chúng ta giờ đã xa cách biệt? Hình bóng em luôn quay về với đôi mắt em anh nhìn thấy. Tình yêu em đắng cay, lòng anh đau đớn thay. Và em chỉ nói một lời khiến anh quay lại. Không quên được em, không quên được em, không quên được em làm anh phát điên. Không quên được em, không quên được em, không quên được em đã gây anh nghiện. Không quên được em, không quên được em, không quên được em làm anh phát điên. Không quên được em, không quên được em, không quên được em đã gây anh nghiện. Không quên được em, không quên được em làm anh phát.
được. Để mình già nông nỗi này, sao khuôn mặt của em luôn tha anh từ đêm và từng ngày. Em hãy buông anh ra để cho anh thoát khỏi thật mê say. Anh không biết em từ lúc trước chia tay. Sao anh có thể để mình già nông nỗi này? Sao khuôn mặt của em luôn tha anh từ đêm và từng ngày. Em hãy buông anh ra để cho anh thoát khỏi thật mê say. Anh không biết em từ lúc trước chia tay. Không quên được em, không quên được em, không quên được em làm anh phát. Không quên được, không quên, không quên được em đã gây anh nghiện. Không quên được, không quên được, không quên được em. Không quên được em, không quên được em, không quên được em đã lấy anh nhận. Xin cảm ơn. Hay quá. Chị nghĩ là không có nhỏ nào nó dám quên em đâu. Không những không quên được em mà em còn làm chị phát điên nữa. Yeah. Không, thực sự lúc mà bạn này vừa quăng cái ghế là anh đang hóng cái lúc mà em quăng tới cái đàn mà, nhưng mà tới đó em ngưng rồi. Ủa, hơi đắt sợ coi mê quá hay. Yeah, cảm ơn. Thực sự phải nói là fantastic performance. Thank you very much, brother. Thank rất you very là much. Artist. I really appreciate it. Thank yeah. You. Bây giờ hỏi nè, ngoài cái nhạc cụ ở đây mình còn có thể chơi được cái nhạc cụ khác không? Có, chơi được saxophone nữa, sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn tam thập lục. Bây giờ vậy, khi nào mình về lại Đức? 20 ạ. Về ở luôn, đừng qua đây nữa. Tại vì sao? Qua đây ban nhạc, lấy gì sống? Một mình em đợi hết nguyên ban nhạc luôn rồi. Tại vì như thế được nhiều tiền hơn. Tại vì là đây okay. Thì không phải chia cho 5 người mà một người được hết. Yeah, xuất sắc. Vinh phải về đây và phải kết hợp với nhiều người nữa. Ở đây có nhiều ca sĩ giọng rất là tốt. Bữa nào mà Vinh rảnh á, chúng ta sẽ giới thiệu một ca sĩ mà giọng rất là good, nữ, tên là Buka. Buka. Yeah. Buka. Tuyệt vời lắm. Anh ơi. Yeah. Xinh không? Xinh đẹp không? Beautiful. So beautiful. Okay. Yeah. Ok. Buka mà song ca với Lan Ngọc nữa, bạn đàn xuất sắc. Thật à? Yeah. 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 Yeah, thank you. Thì hiện tại công việc của mình là gì? Cháu là người nhân cho làm tiền ấy, kiểu 1-2 phút. Anh 25 tuổi. 29. Ôi, thế thì gọi là anh và em à? Yes. Yeah. Yeah, again. Thì em bên đấy là cứ kiểu là ai thuê nhạc để làm cho nhạc phim hay là nhạc cho quảng cáo ấy. Thì là em sáng tác cái nhạc đấy. Amazing. Thế cái còn cái em mà em nhắc trong bài hát hồi nãy đó. Không yeah. Quên được em á, em đó là người em Việt hay người Đức? Người Việt, em đã có bạn trai rồi. Để bắt đầu anh có bạn trai rồi. Rồi. Không sao khi nó nghe bài này nó sẽ kiếm lại em. Nó thấy quăng cái ghế là nó kiếm lại em. Cảm ơn em rất nhiều. Ok, ngày hôm nay đúng như bài em đã hát. Không quên được em. Thank you.